Bí mật TikToker tập 50. Ngô Ngọc Hòa. Họ và tên? Ngô Ngọc Hòa. Cung hoàng đạo? Cung Thiên Bình. Quê quán? Nghe nói cả hoa xa lắm. Dấu hiệu nhận biết? Chiều cao? Cao 1m60. Hòa tuổi con gì? Là tuổi con người đó. Hòa thích làm gì nhất lúc rảnh? Lướt TikTok, quay lướt TikTok và xem phim. Một tật xấu của Hòa là gì? Biết. Hòa sợ gì nhất? Là sợ nghèo, hất tiền. Một trend TikTok mà Hòa rất thích. Video nào của Hòa có lượt tương tác khủng nhất? Đây, hơn 30 triệu view và 4 triệu mốt tiền. Video nào của Hòa quay lâu nhất? Cái này, do là chưa có kinh nghiệm nên là quay tới 3 tiếng lắm. Một bài hát mà Hòa có thể nghe cả đời. Gu người yêu của Hòa là giống với TikToker nào? Dân ta. Nếu trên đời chỉ còn một món ăn thì Hòa muốn đó là món gì? Ăn gì cũng được, để luôn. Một siêu phép thuật mà Hòa muốn có? Biến ra thiệt nhiều tiền. Một nơi mà Hòa muốn đặt chân đến? Hàng xẻng. Tình trạng yêu đương? Đang hẹn hò. Hòa đã trải qua bao nhiêu mối tình? Ba. Hòa thường làm gì khi đọc những bình luận tiêu cực? Đầu tiên thì em có hơi buồn xíu. Sau đó thì em sẽ xóa comment đó đi, không quan tâm tới nữa. Còn những comment nào mà góp ý thì em sẽ đón nhận và rút kinh nghiệm lần sau làm tốt hơn. Các bạn hãy cố gắng sáng tạo nhiều nội dung hay và chất lượng. Và còn một điều là đăng video thường xuyên, nó sẽ giúp cho mình có một lượng tương tác nhất định. Còn bạn nào mà không biết edit video thì có thể tìm cho mình một anh người yêu hai mình làm những việc đó giống như mình vậy đó. Cố lên. Bí mật TikToker tập 52. Hình Nhật. Họ và tên? Nguyễn Huỳnh Nhi. Nguyễn Huỳnh Nhật. Cung hoàng đạo? Bạch Dương. Quê quán? Thành phố Hồ Chí Minh. Dấu hiệu nhận biết? Như ơi, ra lấy hàng nè em ơi. Như nè, hỏi tiếp đi thầy. Chiều cao? 1m72. Nhật tuổi con gì? Tuổi con trâu. Nhật thích làm gì nhất lúc rảnh? Đọc sách. Một tật xấu của Nhật là gì? Lao nước mũi bằng áo. Nhật sợ gì nhất? Sợ hết tiền đặt hàng online. Một trend TikTok mà Nhật rất thích. Video nào của Nhật có lượt tương tác khủng nhất? Video nào của Nhật quay lâu nhất? 3 ngày. Một bài hát mà Nhật có thể nghe cả đời. Idol của Nhật là ai? Katy Perry. Nhật thích xem video của TikToker nào? Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết. Gu người yêu của Nhật là giống với TikToker nào? Một người biết nấu ăn và hài hước. Nếu trên đời chỉ còn một món ăn thì Nhật muốn đó là món gì? Cơm tấm thường bị chả ốp la 2 trứng. Một siêu phép thuật mà Nhật muốn có? Tàn hình. Một nơi mà Nhật muốn đặt chân đến? Núi Phú Sĩ. Tình trạng yêu đương? Độc thân nhưng mà không có vui tính nha. Nhật đã từng trải qua bao nhiêu mối tình? Nhiều quá không nhớ. Một điều mà Nhật muốn mọi người không hiểu sai về Nhật nữa? Em cũng không biết nữa, nhưng mà mọi người thường hiểu sai em là con gái á. Mà thật ra em là con trai nha. Con trai trai nha. Nhật thường làm gì khi đọc những bình luận tiêu cực? Thì mình phải đón nhận nó bằng một cách tích cực nhất. Còn ví dụ mà bị tiêu cực quá thì mình lướt lên. Hãy luôn tích cực, sáng tạo và kiên trì, đặt hết niềm tin vào sản phẩm của mình thì thành công sẽ đến với bạn. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Bye bye. Bye bye nhờ. Bí mật TikToker tập 49. Hasino. Họ và tên? Lưu Vân Hát. Tên thật Nguyễn Thành. Cung hoàng đạo? Hai con cá. Sông Ngư. Quê quán? 72 Vũng Tàu. Dấu hiệu nhận biết? Khuôn mặt có tiền lệ vàng, mặt vuông. Tại sao lại là Hát Snow? Vì lúc trước trời trâu cho nên em muốn trở thành vua hải tặc. Mà mũ rơ mình trùng với Luffy, cho nên đặt là Úc Tuyết, là Hát Snow. Chiều cao? Mũi mét 67. Thành tuổi con gì? Em tuổi con cọp. Thành thích làm gì nhất lúc rảnh? Xem phim, chơi game. Thành sợ gì nhất? Nhẹ. Mấy con nhẹ mà to. Xin bí quyết để mặn như Thành. Nhà em gần biển, tức là nhà em bánh muối. Ai cần thì em sẽ cho 3.000. Một trend TikTok mà Thành rất thích. Video nào của Thành có lượt tương tác khủng nhất? Một bài hát mà Thành có thể nghe cả đời. Nơi này có anh của Sơn Tùng. Thành thích xem video của TikToker nào? N-word. Nếu trên đời chỉ còn một món ăn thì Thành muốn đó là món gì? Thịt gà. Một siêu phép thuật mà Thành muốn có? Tàn hình. Một nơi mà Thành muốn đặt chân đến nhất? Nhật Bản. Tình trạng yêu đương? Đã có người yêu nhưng bị dịch nên tạm chia tay. Thành đã trải qua bao nhiêu mối tình? Một. Thành thường làm gì khi đọc những bình luận tiêu cực? Đọc những bình luận tích cực để bù lại. Thành muốn nhắn gì đến các bạn muốn trở thành TikToker? Ai lên xu hướng là cắt mặt mình lên, gắn lên video là lên xu hướng.
Được rồi, cố lên, cứ làm đi. Bí mật TikToker tập 51. Hello mọi người, lại đây đây. Họ và tên Lê Quang Ti, Cung Hoàng Đạo. Ti sinh ngày 12 tháng 2 là một bảo bình. Dấu hiệu nhận biết Ti nghĩ là cái ánh mắt của Ti. Tại vì khi mà Ti ra ngoài đường á, Ti đeo khẩu trang có rất nhiều bạn nhận ra Ti qua cái ánh mắt của Ti. Ti tuổi con gì? Ti sinh năm 1994 và tuổi con chó. Chiều cao? Ti cao 1m73. Ti thích làm gì nhất lúc rảnh? Coi TikTok, quay TikTok. Một tật xấu của Ti là gì? Bừa mọi người. Ti sợ gì nhất? Có lẽ là một ngày nào đó tỉnh dậy không có còn thấy người thân của Ti nữa. Một trend TikTok mà Ti rất thích. Video nào của Ti có lượt tương tác khủng nhất? Đó là cái video mà Ti làm cái trend này luôn. 47-48 triệu view, 3.8 triệu lượt thích. Video nào của Ti quay lâu nhất? Có lẽ là mấy cái video mà Ti make up, Ti biến hình, rồi Ti chèn cái động tác nhảy vô. Video này Ti mất 7 ngày. Một bài hát mà Ti có thể nghe cả đời? Scars to your beautiful của Alessia Cara. Idol của Ti là ai? Ti thần tượng đúng một người, đó chính là chị Minh Tú. Một người yêu của Ti là giống với TikToker nào? Đầu tiên là phải chịu cái tính của Ti, cái tính nhầy nhầy, cái tính cùng cùng diễn biên. Quan tâm Ti, à quên, tiêu chí đầu tiên là phải trắng trẻo, thơm tho. Ti đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? 30 tình. Ti thường làm gì khi đọc những bình luận tiêu cực? Những cái comment nào mà nó tiêu cực quá thì sẽ xóa, không có để trong lòng. Hoặc là những cái comment nào mà mang tính góp ý, Ti sẽ sàng lọc lại coi cái đó ok không, thì Ti sẽ chỉnh sửa lại bản thân cũng như là hoàn thiện bản thân hơn. Nếu mà các bạn muốn trở thành một TikToker thì Ti có lời khuyên thế này. Mới đầu Ti nghĩ là các bạn không có cần gấp gáp đâu. Các bạn bỏ thời gian ra, các bạn xây dựng nội dung cho kênh của mình. Sau khi các bạn xây dựng nội dung cũng như là chủ đề của kênh mình rồi á, thì các bạn ráng là làm cùng một chủ đề thôi. À, thêm một điều quan trọng nữa đó chính là bạn phải biết các bạn thích cái gì và các bạn thế mạnh của các bạn là gì, như là về chủ đề makeup hoặc về thời trang. Khi mà các bạn nắm được cái điểm quan trọng này rồi thì Ti nghĩ là cái kênh của bạn sẽ dễ tiếp cận đến người xem nhiều hơn. Cảm ơn anh Bell rất là nhiều. Bye mọi người.